Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợn nha các bạn. Thì đây là toán nâng cao nha. Thì đề bài cho như sau: cho A bằng x cộng 5 căn x cộng 10 phần x cộng 2, x lớn hơn bằng 0. Ở đây mình cho x lớn hơn bằng 0 nha các bạn. Tìm giá trị nhỏ nhất của A. Thì ở đây các bạn cần nhớ giúp lợ, x chính là căn x bình đó các bạn. Kiến thức thứ hai các bạn cần nhớ đó là AB lớn hơn 0. Thì ta sẽ có bất đẳng thức Cauchy, đó là A cộng B sẽ lớn hơn bằng 2 lần căn A nhân B. Đó, vậy các bạn sẽ tận dụng bất đẳng thức Cauchy nha. Thì trước khi tận dụng thì các bạn hãy chia x cộng 5 nhân căn x cộng 10 chia cho căn x cộng 2. Thì x này chính là căn x bình. Thứ nhất nha, các bạn muốn lấy tử chia mẫu thì thứ nhất, cái này tử ta sắp xếp theo chiều giảm dần chưa ạ? Và mẫu các bạn cũng phải sắp xếp theo chiều giảm dần, được chưa ạ? Bậc nó giảm dần. Sau đó các bạn lấy bậc cao nè, các bạn nghe kỹ nè, bậc cao chia bậc cao. Vậy là căn x bình chia cho căn x sẽ ra là căn x. Viết căn x vào bên số phần thương. Sau đó tiếp tục ta lấy kết quả căn x nhân với, đây được gọi là, để mình viết vào, đây được gọi là số chia nè, đây gọi là số bị chia đi cho các bạn dễ hiểu, được chưa? Lấy phần thương là căn x nhân cho số chia là x căn x cộng cộng 2 bằng ra căn x tất cả bình cộng 2 căn x. Sau đó viết thằng này qua phần số bị chia, thêm dấu trừ nha, thêm dấu trừ, nhớ thêm dấu trừ. Đó. Sau đó lấy trên cộng cộng dưới. Còn nhiều giáo viên người ta kêu là viết hàng này y chang qua bên vế bên số bị chia. Sau đó ở đây người ta không phải là phép cộng mà người ta kêu làm phép trừ, cũng vậy thôi, không có khác gì nha các bạn, được chưa? Rồi lấy trên cộng dưới nè, rút nè, đây còn lại là 3 căn x. Tiếp tục ta hạ số 10 xuống và cũng làm y chang bước 1. Ta lấy 3 căn x chia cho căn x ra 3, viết 3 vào phần thương nè. Sau đó lấy 3 nhân cho căn x cộng 2 ra 3 căn x cộng 6. Viết thằng này qua phần số bị chia thì thêm dấu trừ vào. Được chưa? Sau đó cộng lại 0 nè, đây là cộng cộng 4. Được chưa? Vậy ở đây các bạn cần nhớ một cái kiến thức, cần nhớ một kiến thức nha. Số bị chia cho số chia bằng thương nè, cộng số dư nè, số dư chia cho số chia. Vậy mình sẽ có gì ạ? X A đó các bạn, A bằng x cộng 5 căn x cộng 10 phần cho căn x cộng 2 sẽ bằng thương nè. Thương nè, vậy là căn x cộng 3 cộng số dư nè, đó là 4 nè. 4 phần căn x cộng 2. Được chưa? Rồi, để áp dụng được cái bất đẳng thức Cauchy thì các bạn phải biến đổi thằng này nè với thằng này phải giống nhau hoàn toàn, vậy sẽ bằng nè, căn x cộng, ở đây là căn x cộng 2 thì mình cộng 2 cộng 4 phần căn x cộng 2. Mà ở đây 3 mà mình dùng 2 rồi còn lại mấy à? Còn lại 1, được chưa? Đó, ok chưa? Sau đó các bạn áp dụng bất đẳng thức Cauchy, áp dụng bất đẳng thức Cauchy thì ta có nè căn x cộng 2 đóng ngoặc vào cộng 4 phần căn x cộng 2 sẽ luôn luôn lớn hơn bằng, đây là A nè, đây là B nè, được chưa? Vậy mình sẽ lớn hơn bằng là 2 nhân căn A nhân cho B. Sau đó rút gọn nè, đây rút nè, vậy tương đương, viết lại bên vế bên trái lớn hơn bằng 2 căn 4. Sau đó tiếp tục viết lại bên trái nó lớn hơn bằng, ở đây các bạn tính ra nó ra 4. Sau đó các bạn nhìn kỹ nè, đây đã tính ra được lớn bằng 4 đúng không? Cộng thêm 1, 2 vế, vậy tương đương căn x cộng 2 cộng 4 phần căn x cộng 2 cộng 1 sẽ lớn hơn bằng 4 cộng 1. Vậy cả cái đống này có phải bằng A không à? Vậy tương đương
A lớn hơn bằng 5. A lớn hơn bằng 5 thì từ đó suy ra A min là bằng 5. Ok chưa mọi người? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.